mọi người, lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau quay trở lại với một nội dung về máy ảnh. Hồi mình còn tuổi teen thì những chiếc máy ảnh to này, hoành tráng là một cái gì đó mà mình vô cùng ao ước. Đương nhiên là những cái bộ máy khủng sẽ giúp chúng ta không chỉ có cái sự tự tin hay là thỏa mãn cho cái đam mê của mình, mà bên cạnh đó thì nó còn đem đến cho chúng ta những cái hình ảnh vô cùng chất lượng. Nhưng bây giờ thì không chỉ có cá nhân mình khác, mà rất nhiều người cũng như vậy. Chúng ta tìm kiếm những thiết bị nhỏ gọn hơn, phù hợp hơn với việc sáng tạo nội dung nhanh cũng như là đòi hỏi một cái chất lượng cao cho cái xu hướng hiện tại. Và đây là chiếc máy ảnh mà mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với mình nhất. Compact Digital Camera Ricoh GR3X. Ricoh GR3X ra mắt tính đến nay được khoảng 2 năm rưỡi, vẫn còn khá mới. Và đây là chiếc máy mà mình mượn được của anh bạn. Và mình đã có 7 ngày trải nghiệm nó trước khi bị lấy lại. Và mình nghĩ rằng bạn cũng có thể tham khảo một vài đánh giá của mình trước khi cân nhắc về chiếc GR3X này. Một chiếc máy ảnh compact thường sở hữu ngoại hình nhỏ bé và trọng lượng khiêm tốn để đáp ứng nhu cầu di chuyển cho người dùng. Với việc quen những chiếc máy mirrorless gắn lens to đùng thì chuyển sang dùng GR3X quá là nhẹ nhàng với mình. Và bởi chính cái điều đó thì Ricoh GR3X quả thực góp phần rất nhiều vào việc gây cảm hứng chụp ảnh mọi lúc và mọi nơi. Thao tác với chiếc máy này bằng một tay cũng đơn giản, cảm giác cầm nắm một tay cũng thoải mái. Mình thì gần đây có tham gia cái bộ môn đạp xe, nhưng việc đem theo máy ảnh nặng cả cân khiến mình không thoải mái và không có nhu cầu chụp ảnh luôn. Làm gì có ai có máy ảnh mà phải chụp bằng điện thoại không chứ. Nhưng với chiếc Ricoh này thì nó quá hoàn hảo cho những người như mình, hoặc những ai thích sự nhỏ nhẹ này, không chỉ phù hợp với nam giới mà các chị em bỏ túi cũng rất ok. Mình thì thấy nó cũng rất là đẹp, hợp để làm một cái món phụ kiện bên cạnh nữa. Mình đeo cái chiếc 3X này trên vai, đạp gần 100 km nhưng không có cái hiện tượng đau mỏi gì cả. Cứ đến đoạn nào mình thích là mở máy lên chụp liền, rất tiện. Gọn nhẹ là một ưu điểm thôi, chụp ảnh đẹp mới là điều khiến mình thực sự ấn tượng khi trải nghiệm chiếc 3X này. Ricoh GR3X được ra mắt với tiêu cự tương đương 40mm trên máy ảnh full frame, là một thông số mà được đánh giá là rất thú vị để chụp đường phố. Và nó sẽ thú vị hơn với tùy chọn giả lập màu. Không chỉ chụp phong cảnh, chân dung rất là đẹp, mà chiếc Ricoh này dùng để chụp sản phẩm cũng rất là hay nha. Nó có thể kích hoạt tính năng chụp macro nữa. Có thể sau khi xem loạt ảnh trên thì mọi người sẽ có nhiều đánh giá của riêng mình. Có thể là nhận xét về bố cục ảnh này, kỹ năng chụp khi màu ảnh gì đó. Ok, cái đó thì nó tùy thuộc vào cái tay người chụp, đó chính là mình. Nhưng mình tin rằng mọi người sẽ cảm thấy là với cái trình độ như vậy mà Ricoh GR3X cho ra được những cái hình ảnh như thế thì rơi vào tay những người có kỹ năng tốt hơn như các bạn thì nó sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Và chất lượng hình ảnh là thứ mà mọi người có thể thấy rõ qua video này. Dù trong điều kiện thiếu sáng, đủ sáng hay là chụp bất cứ cái gì thì 3X đều thể hiện rất tốt. Khác với các thiết bị đa di năng trước đó mà mình từng review là những chiếc máy dành cho người làm sáng tạo nội dung có thể vừa quay phim vừa chụp ảnh, thì chiếc máy này nó đúng thực sự là một chiếc máy chỉ để chụp ảnh mà thôi. Ricoh GR3X cho phép chúng ta quay 1080 ở 60fps. Tuy nhiên thì nó không cho phép chúng ta can thiệp quá nhiều vào thông số. Bên cạnh đó thì một viên pin nó quá ít ỏi với việc chúng ta sử dụng để chụp ảnh rồi. Vậy nên thì mình không khuyến khích các bạn sử dụng chiếc máy này để quay phim, bởi vì cái viên pin của nó không đủ để đáp ứng cho chúng ta hết được một cái video hoàn chỉnh. Nói tóm tắt lại thì chiếc 3X này phù hợp để chụp ảnh chứ không phải là quay phim. Nhược điểm lớn nhất trên chiếc máy này mình nghĩ đó là pin. Thường thì mua máy sẽ có 2 pin, nhưng thú thực là thời lượng của nó quá ít ỏi. Nếu chỉ dùng để chụp ảnh thôi thì nó cũng ổn. Một buổi đi lang thang chắc cũng chỉ dùng 1 đến 2 cục pin. Nhưng nếu chúng ta còn mở máy để chuyển file thì pin tụt rất nhanh. Tuy hao pin là vậy nhưng mà phải công nhận rằng là cái ứng dụng ImageSync của Ricoh là một ứng dụng rất tốt. Mình cảm thấy thích thú hơn với chiếc máy này là khi mình đã chụp được ảnh rồi, việc chuyển chúng vào điện thoại cũng rất nhanh chóng và đơn giản. Từ lúc trải nghiệm chiếc Ricoh này thì mình chưa phải tháo thẻ nhớ để copy chúng vào máy tính lần nào, mà toàn mì ăn liền về máy luôn qua wifi. Thêm một ưu điểm nữa khiến Ricoh GR3X chính xác là một chiếc máy ảnh cho mọi người, vì nó rất dễ sử dụng. Nếu như bạn đã có kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh thì chỉ cần 1 phút để biết được cái nút nào điều chỉnh thông số nào thì sẽ có thể bắt tay vào sử dụng và làm quen rất nhanh. Dù bé nhỏ này, ít nút, nhưng mình thấy các nút của GR3X được thiết kế rất hợp lý và đủ size. Có một số người nói rằng là các vòng xoay của chiếc máy này khá tệ, dễ hỏng này nọ, nên là mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần khi mình sử dụng nó rồi.
Nhưng mà trong thực tế thì mình sử dụng không thấy nó có vấn đề gì. Nó rất chắc chắn và nhạy. Không biết là có cần thời gian sử dụng lâu dài hơn thì mới biết được cái điều đó hay không? Nói qua nói lại thì trở ngại lớn nhất để chúng ta sở hữu một chiếc Ricoh GR3X đó chính là cái giá của nó. Còn lại thì không thể phủ nhận rằng đây chính là một chiếc máy vô cùng thú vị để chụp ảnh. Nếu như bạn là một người quan tâm hiệu năng trên giá thành thì chiếc Ricoh GR3X này không phải là chiếc máy dành cho bạn. Còn nếu như bạn quan tâm đến sự tiện lợi và gọn nhẹ khi di chuyển, bên cạnh đó là chất lượng ảnh, thì mình tin rằng ai rồi cũng sẽ thích cái chiếc Ricoh này mà thôi. Còn với cá nhân mình thì việc mình có thể sở hữu được chiếc GR3X này hay không thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức giá mà chủ nhân của nó để lại cho mình. Nói vui vậy thôi, nội dung video của chúng ta hôm nay cũng đến đây là hết rồi. Và nếu như bạn có nhận xét gì về chiếc Ricoh này thì đừng quên hãy để lại comment ở bên dưới và chúng ta hãy cùng nhau thảo luận thêm nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.